tôi là người đặc biệt. Thì đây là câu nói của Mourinho chứ không phải là câu nói của Điền Râu. Nhưng mà Điền Râu cũng công nhận tôi là người đặc biệt. Thì video clip hôm nay là một video clip vlog tâm sự thôi các bạn. Và anh em chịu khó ở lại với Điền Râu khoảng 5 phút để mình nói cho các bạn nghe tất cả những cái vấn đề liên quan tới kinh doanh, những cái mảng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật online mà Điền Râu đang làm. Thì trước khi bàn tới tôi là người đặc biệt thì chúng ta cùng thảo luận tới một cái vấn đề, cái phong trào gọi là trend luôn các bạn. Kỹ sư nông nghiệp đi thăng đồng quá nhiều, thật sự quá nhiều. Và cái mục đích cốt lõi cuối cùng đó là quảng bá sản phẩm đó là hiệu quả, tuyệt đối, đẳng cấp đến với tất cả những người đang xem. Đó là cái ý cuối cùng mà họ gửi gắm thôi. Và cái trend hiện nay thì mình thấy dường như là ai cũng đi thăm đồng. Người người đi thăm đồng, nhà nhà đi thăm đồng. Chú ơi, chú có vườn sầu riêng 10 công phải không chú? Im quá chú ơi, để con vô thăm vườn cho chú. Xì mũ nè chú. Chú của chú bị thắng thư nè chú. Chú nên dùng sản phẩm ABDCAF của bên con. Đó là cái mục đích quan tâm với nhau để thăm vườn. Còn bây giờ xuống ruộng thì bây giờ lúa của chú chèm bẹp quá, lúa của chú đắp mền quá, chú phải sử dụng sản phẩm này nè của bên con để nó đem lại cái hiệu quả cao nhất. Sau đó con cầm cái điện thoại, con quay lên, con công bố cho cả cái TikTok này biết là sản phẩm của con là tốt. Thì đây là cái trend các bạn. Trend này mình thấy hiện tại khá là nhiều. Và chỉ có một cái trend duy nhất thế này là để quảng cáo tất cả những cái dòng sản phẩm làm sao để mà nó thiết thực nhất, nó thật nhất, nó đem đến cho người dùng xem là nghĩ là à đúng rồi, sản phẩm này phun hiệu quả thiệt. Cái trend này nó khá là tốn kém nha. Thứ nhất, một công ty họ phải bỏ ra khá là nhiều tiền để trả tiền cho một kỹ sư đi thăm đồng. Tiền cơm các bạn, tiền xăng, tiền lương, tiền thưởng, rất là nhiều tiền. Chỉ để mục đích cuối cùng đó là quảng bá sản phẩm thôi. Và tôi là một người đặc biệt ở chỗ là tôi ngồi ở chỗ à, và tôi bán hàng trên TikTok. Và mọi người thấy tôi không đi thăm đồng. Và tôi có thể khẳng định tôi là người bán hàng trên TikTok này, không có đối thủ ở thị phần online. Cái này thì nghe có vẻ nó hơi sốc các bạn, nhưng mà nó thật. Thị trường truyền thống thì tôi không bàn nha, nhưng mà thị phần online thì đó là thật. Thì cái vấn đề này thì Điền Râu cũng muốn nói với anh em là anh em nghĩ sao về cái vấn đề và cái xu hướng tương lai sắp tới về vấn đề thăm vườn của những kỹ sư. Bây giờ một cái vườn mình thấy không phải là một kỹ sư vô nữa, mà có tới 4-5 kỹ sư. Thăm đồng, thăm ruộng thì mình không biết như thế nào, nhưng mà hầu như 4-5 cái điện thoại nó hoạt động liên tục các bạn. Chỉ để cái mục đích là truyền tải cái vấn đề đó lên mạng xã hội. Ở đây thì với cái video clip này thì mình thực sự thì mình cũng không có mang cái tính chất gọi là cà khịa hay là như thế nào đối với mấy anh em đang thăm đồng, thăm ruộng, thăm vườn. Cái vấn đề là khi mà đưa ra một cái giải pháp cho nông dân đi, thì ở đây một cái người bán hàng họ có hai cái cách để đưa giải pháp. Cái cách thứ nhất là họ chèn cái sản phẩm, một ít của bên họ vào trong cái cây trồng của người đó. Những cái dòng phân khúc chính ví dụ như là tháng thư, sương mai hay là những cái bệnh gì đó nặng hơn, thì họ sẽ tư vấn với người vườn đó là anh nên sử dụng hàng của tập đoàn. Để làm chi? Để khỏi bị đổi thừa. Có nghĩa là họ dùng một cái dòng sản phẩm chủ lực của tập đoàn họ tư vấn, và sau đó họ đưa một cái dòng sản phẩm khác vô để làm một cái ngách thêm. Chứ còn họ không dám đưa tất cả toàn bộ những cái giải pháp của bên họ cho nhà vườn. Tại vì nếu mà lỡ có đổi thừa đó thì đổi thừa hàng của tập đoàn. Điền Râu khác biệt ở cái vấn đề là hiện nay Điền Râu có thể bán tất cả các loại cây và tất cả các giải pháp cho tất cả các loại cây. Giải pháp cây lúa có đủ quy trình luôn, hai quy trình. Quy trình đầu 1880, quy trình sau 3379. Sầu riêng, xì mũ mít, xì mũ sầu riêng, sơ đen mít, tháng thư. Những câu chuyện cực kỳ khó. Và tôi dám đứng ra tôi làm được cái vấn đề này. Thì tất nhiên là bán với cái thị phần TikTok online như thế này các bạn biết khó lắm. Những cái cực kỳ khó thì người ta mới nhờ tới tôi. Trong tương lai sắp tới thì tôi sẽ không ngừng nâng cấp bản thân và cũng không ngừng nâng cấp những cái sản phẩm của bên mình. Sắp tới có thể là Điền Râu sẽ nâng cấp thêm một số dòng sản phẩm, trong đó là sẽ có thêm cái khó nhất hiện nay các bạn. Tiến trục. Bài toán về tiến trục hay là bài toán về thẳng thừng. Những cái bài toán đó tôi nói với các bạn xu hướng sắp tới cực kỳ khó. Và đặc biệt sắp tới tôi sẽ nâng cấp thêm một cái dòng sản phẩm đặc biệt thú vị cho các bạn luôn. Virus. Cái này mình nghĩ có nhiều anh em hóng. Và nếu như ở đây những bạn đang xem clip này có từng mua hàng của Điền Râu, các bạn có thể cho một số bình luận. Trong khoảng thời gian qua mua hàng Điền Râu, các bạn có cảm thấy thoải mái hay không? Có cảm thấy dễ chịu hay không? Có cảm thấy bị ép hàng, ép giá hay không? Các bạn cứ thẳng thắn để lên dưới bình luận. Tôi sẵn sàng lắng nghe. Thì tất nhiên là mỗi cái nó đều có ưu và có khuyết cả. Thì làm ở cái thị phần online này thì nó có cũng rất là khác biệt so với những cái mà truyền thống. Khác lắm. Đặc biệt là giá cả thì phải công bố công khai. Nhưng phía sau lưng thì có hàng ngàn bóng tối đang quay quanh và tìm cách phá lối.
rất nhiều các bạn. Thông qua cái clip hôm nay thì Digo cũng muốn nói là thật sự tôi là một người khá đặc biệt ở cách bán hàng, đặc biệt ở sản phẩm, những cái kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm của mình nữa. Thôi, bây giờ clip nó cũng dài quá rồi, mình ngồi đây mình nói hoài nó cũng không ra vấn đề anh em ơi. Chỉ là Digo giờ muốn hỏi anh em đó là cái chiến thuật cho kỹ sư nông nghiệp xuống thăm ruộng, thăm vườn, anh em cảm thấy thế nào? Và cái chiến thuật như Điền Gâu ngồi chỗ đưa cái miệng lên bán, anh em thấy thế nào? Anh em đánh giá cho Điền Gâu biết đi. Chứ giờ tôi ngồi đây tôi nói hoài nó cũng không ra vấn đề. Anh em cứ để lại ý kiến của mình. Rồi bye bye, chào anh em. Hết clip.